sống chung với sưu 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 đo sải sao mấy cá, ekre bột muối mà sâu nè, chương chụp cá đo sải sao mấy cá ekre bột muối, bây giờ cái này nè, ekre này bơ sân vi chi chấm nón bật, chương chấm nón bật lợn chi ekre vi chính mau chi chấm nón vitamin này, tụi bay vi chi chấm nón ạ vitamin cái đào nè, tụi bay chi vi chi chấm nón ạ vitamin, pe lợn chi ekre vi chính mau chi chấm nón vitamin, vitamin bột thay muối tiết mineral vi nơi ta chi chấm nón vitamin, ta chấm nón vitamin bao nhiêu mà sâu nón. Chúng chúng luôn với chúng mình bao nhiêu cứ ở smart sâu này nè chúng ác lại ní đam bay đọc sai sầm bay cả bao nhiêu đam bay với smart sâu lại ní kê bằng cả ai cái ta đi mật mũi đào kê táng y cái đấy smart được đọ mũi rư cò nè rư cò y bao nhiêu cứ smart được rư này đọ mũi chứ giờ đọc sai sầm bay cả này không nơi khăn nông bàn này chân ếch kê bột mùi xe mà sồn chân cái này dân ai xe bàn thá ếch kê chân dựng bọt bột mùi tựa ông mà kháng tư chìa cứ xe mà nâng đó mùi chân bê ếch kê kê dựng bọt tựa ông tí bí cứ ếch bao dân cứ xe mà nâng kê xe mà nâng bột đó rư này đó mùi ná rư này bọt mùi bao dân cứ xe mà nâng ý chân ếch bao dân cứ xe mà nâng bột đó ý chân đại y ní kê thá y nâng chia ai cả ta định mật chấn đôi ní bọ chấn đôi ní ở trong lai đó bọ sầm mấy cá cứ ấy bọ chớ cứ sma nắng bột đỏ ý nè chân lực rùa miệng đôi thò mùi tiết pi ý ý cái hai thà ai cái ta nịp mật chân bà sân viết thay em tăng chùm nuôn cột mê con này chùm nuôn với cái hai thà vi chì kê cái hai thà vi chia chùm nuôn nịp mật nè hay rư pi ý rư pi ý bây ý đọ pi ý đọ mùi lơ pram ý đọ sôn chạch bà mùi ý kê hai thá chùm nuôn nịp mật ta, lực rùa miên cầm nọt cho nàm tích chân ý hai thá hơi thả ai cả ta nịp mất y nè chẳng y nè cái hơi thả ai cả ta nịp mất chẳng bảo vi thai mê côn pi thai mê côn bảo vi chi chấm nuôn bật bảo dương pi được pi đọ mùi lợp trăm được cả đọ xôn chạy chấm mùi cái này nâng kê hơi thả vi chi chấm nuôn nịp mất ta y ta tế cái hơi thả ai cả ta nịp mất đá y xe mà nâng đọ mùi hơi y kế sman đọ mũi hơi y bao giờ cứ sman nắng rư này đọ mũi nè rô miên ưu thọ bạch tam tiết rô trong nô niệm mật hàng cào chân rư này đọ buồn rư này đọ buồn cái này nè vi chi chấm nút ạ với chấm miên được không ra được cả bao giờ nè chân dương ai sẽ bàn thả ở đây xây chấm nút ạ với chấm miên được không rư ti pi bao giờ mà này chân cái này nó dương ai sẽ bàn thả rư này bốn con ở rư này đỏ mùi cái này nè chân con đường rư này đỏ mùi chân của ấy rư này bốn con này rư này đỏ mũi cứ mà đường rư này đỏ buồn được ngài chân à rư buồn nó trên ra cả một bàn tí à rư này đỏ mũi đôi dương vậy một lần chân rư này đỏ mũi cứ mà cứ mà nó ì chân cái này nó cứ mà đường tí ý chẳng là cụ miên ưu thọ bà thái em tiết rư này đọ bàm bầy chẳng rư đọ bàm bầy nhưng ai sẽ bàn ta rư bàm bầy côn ai rư này đọ mùi
ចឹងឬ8យើងអាចចេញរាការបាន2ឬ2 2ឬ2អារឿងដក1គឺស្មើនឹង e អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងសេអញ្ចឹងក៏បានដែរតែយើងអាចសេឲ្យវាស្អាតគឺស្មើនឹង 2e ឬ2អញ្ចឹងអា2ឬ2e ជាមួយនឹង 2e ឬ2ហ្នឹងវាដូចគ្នាអត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងសេឲ្យមានសោភ័ណភាពបន្តិចគឺ 2e ឬ2ណាអញ្ចឹងឬនៃដក3ឬនៃបក3យើងអាចសេបានតែគឺស្មើនឹងឬ3គុណឲ្យឬនៃដក1អញ្ចឹងគឺស្មើនឹងឬ3យើងអាចចេញពីរាការបានទេអញ្ចឹងគឺស្មើនឹងឬ3អ៊ីព្រោះរឿងនៃដក1របស់យើងគឺស្មើនឹងអ៊ីអញ្ចឹងរឿងនៃដក9រឿងនៃដក9គឺស្មើនឹងរឿង9គុណឲ្យរឿងនៃដក1ណាអញ្ចឹងគឺស្មើនឹងប្រើរឿង9ចេញមកបាន3 3រឿងនៃដក1គឺស្មើនឹងអ៊ីរឿងនៃដក1លើ16យើងអាចសេបានថារឿងនៃ1លើឲ្យ16គុណឲ្យរឿងនៃដក1ណាអញ្ចឹងគឺស្មើនឹងរឿងនៃ1នេះយើងអាចសេបានតែ1ការ៉េលើឲ្យ16យើងអាចសេបានតែ4ការ៉េឬនៃដក1យើងអាចសេបានតែគឺស្មើនឹង e អញ្ចឹង1ឬនៃ1ការ៉េលើឲ្យ4ការ៉េគឺចេញមកបាន1លើ4 e តចំណុចខរបស់យើងឬការ៉េនៃចំនួនអវិជ្ជមានជាលោកគ្រូមានឧទាហរណ៍ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោមអញ្ចឹងឬការ៉េនៃចំនួនអវិជ្ជមានអញ្ចឹង1របស់យើងគឺ x ការ៉េគឺស្មើនឹងដក4អញ្ចឹងដោះស្រាយសមីការរបស់យើងគឺ x ការ៉េគឺស្មើនឹងដក4អញ្ចឹងយើងអាចសេកន្លែងនេះគឺ x របស់យើងគឺស្មើនឹងម៉ានគឺស្មើបោះការ៉េទៅវាមានបូកដកអញ្ចឹងសមីការដឺការ៉េទី2របស់យើងគឺវាមាន2ចម្លើយណាអញ្ចឹងពេលបោះការ៉េទៅគឺមានបូកដកឫសនៃដក4អញ្ចឹងអារឫសទី2នេះយើងអត់អាចទុកវាជាចំនួនអវិជ្ជមានបានទេអញ្ចឹងយើងអាចសេបានតា x គឺរបស់យើងគឺស្មើនឹងបូកដកឫស4គុណឲ្យឫសនៃដក1អញ្ចឹង x របស់យើងកន្លែងនេះគឺស្មើនឹងបូកដកឫស4កន្លែងនេះយើងចេញរាការមកបាន2ឬនៃដក1របស់យើងគឺស្មើនឹង e អញ្ចឹង x របស់យើងគឺស្មើនឹងបូកដក 2e អញ្ចឹងលោកគ្រូមានឧទាហរណ៍ទី2បន្ថែមទៀតគឺ x ការ៉េគឺស្មើនឹងដក 2អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអាចសេតា x របស់យើងពេលបោះការ៉េទៅវាមានបូកដកឬនៃដក 2អញ្ចឹង x របស់យើងយើងអាចសេបានថាគឺស្មើនឹងបូកដកឬ2គុណឲ្យឬនៃដក1ចឹង x របស់យើងគឺស្មើនឹងបូកដកឬ2យើងអាចចេញពីរាការបានទេចឹងឬ2រក្សាទុកដដែលឬនៃដក1របស់យើងគឺស្មើនឹង e ចឹង x របស់យើងគឺស្មើនឹងបូកដកឬ 2e ចឹងលោកគ្រូមានឧទាហរណ៍ទី3 x ការ៉េគឺស្មើនឹងដក9ណាចឹងកន្លែងនេះយើងអាចសេបានថា x របស់យើងគឺស្មើនឹងបោះការ៉េទៅវាបានបូកដកឬនៃដក9ចឹង x របស់យើងគឺស្មើនឹងបូកដកឬ9ព្រោះយើងអាចទុកអាដកនឹងនៅក្នុងរាការបានទេអញ្ចឹងយើងអាចសេបានតែឫសនៃ9គុណឲ្យឫសនៃដក1ណាអញ្ចឹង x របស់យើងគឺស្មើនឹងបូកដកឬ9ចេញមកបាន3អញ្ចឹងអាឫសនៃដក1នឹងគឺស្មើនឹង e អញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺចម្លើយរបស់សមីការរបស់យើង x ស្មើនឹងបូកដក 3e អញ្ចឹងលោកគ្រូមានជាទូទៅ1បើ x ការ៉េគឺស្មើនឹងដក a អញ្ចឹងយើងមានលក្ខណ្ឌរបស់យើង a របស់យើងត្រូវតែធំជាង0ណាគឺលោកគ្រូបញ្ជាក់បន្តិចបើ x ការ៉េគឺស្មើនឹងដក a មូលហេតុអីគេបានគេចាំបាច់ថា a របស់យើងត្រូវតែធំជាង0ព្រោះអីយើងនិយាយពីឬការ៉េរបស់យើងជាចំនួនអវិជ្ជមានណាបើសិនជា a កន្លែងនេះអវិជ្ជមានដកគុណនឹងដកវាឡើងបូកន្លែងនេះហើយអញ្ចឹងបើសិនជា a កន្លែងនេះវាវិជ្ជមានមានន័យថាឬការ៉េរបស់យើងជាចំនួនអវិជ្ជជំនាញអញ្ចឹងលោកគ្រូបានលោកគ្រូបញ្ជាក់ថាលក្ខខណ្ឌកន្លែងនេះត្រលុះត្រាតា a របស់យើងគឺត្រូវតែធំជាង0ណាអញ្ចឹងយើងសាក់មមូនឹង x របស់យើងគឺស្មើនឹងបូកដកឬ a e បានអស់ហើយមានសម្គាល់បន្តិចអញ្ចឹងយើងពិនិត្យមើលឬនៃដក4គុណឲ្យឫសនៃដក9កន្លែងនេះណាអញ្ចឹងឫសនៃដក4គុណឲ្យឫសដក9បើសិនជាយើងគិតតាមអរូបមន្តចាស់ណាអឫសនៃ a គុណឲ្យឫសនៃ b យើងបរូបមន្តចាស់របស់យើងមិនអាចសេបានថាឫសនៃ a គុណឲ្យ b ណាអញ្ចឹងអាកន្លែងនេះគេអាចសេបានថាឫសនៃដក4គុណឲ្យដក9កន្លែងនេះអញ្ចឹងអាកន្លែងនេះយើងអាចសេបានថាដកគុណដកវាឡើងបូកែណាចឹង4 + 9គឺស្មើនឹង36ឬ36គឺស្មើនឹងម៉ានគឺស្មើនឹង
6ណាអញ្ចឹងឬ36យើងអាចសេកបានថាឬនៃ6ការ៉េឬ6ការ៉េជាងរាការមកបាន5 1តែបើយើងមើលកន្លែងនេះមួយទៀតណាអញ្ចឹងឬនៃដក4គុណឲ្យឬនៃដក9អញ្ចឹងឬនៃដក4បើសិនយើងសេកវាជាសំណុំចំនួនកុំភ្លេចរបស់យើងយើងអាចសេកបានថាឬនៃ4ក៏គុណឲ្យឬនៃដក1អានេះគុណឲ្យក៏ឬនៃ9គុណឲ្យឬនៃដក1កន្លែងនេះអញ្ចឹងគឺស្មើនឹងឬ4ចេញរាការមកបាន2អញ្ចឹង 2e គុណឲ្យអានេះឬ9ចេញមកបាន3 3ឬដក1គឺបាន e ណាអញ្ចឹង 2e គុណ 3e 2គុណ3បាន 6e គុណ e ឡើង e ការ៉េណាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយណាយើងដឹងថា e ការ៉េរបស់យើងគឺស្មើនឹងប៉ុន្មាន e ការ៉េរបស់យើងគឺស្មើនឹង e ការ៉េរបស់យើងគឺស្មើនឹងដក1ណាអញ្ចឹង e ការ៉េគឺស្មើនឹងដក1អញ្ចឹងមានន័យថា6 គុណ e ការ៉េ6គុណឲ្យដក1គឺស្មើនឹងដក6អញ្ចឹងយើងសង្កេតមើល2ចម្លើយរបស់យើងកន្លែងនេះមួយគឺឃើញ6មួយទៀតគឺស្មើនឹងដក6អញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលបានច្បាស់លាស់ទៅតើចម្លើយមួយណាត្រឹមត្រូវចម្លើយរបស់យើងគឺខាងក្រោមគឺវាត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងលោកគ្រូមានន័យថារូបមន្តណាមានន័យថារូបមន្តឫស a គុណឲ្យឫស b ស្មើនឹងឫសនៃ a គុណនឹង b វាពិតចំពោះតែ a របស់យើងធំជាង0និង b របស់យើងធំជាង0អញ្ចឹងយើងអាចឫសនៃ a គុណឲ្យឫស b គឺស្មើឫសនៃa គុណឲ្យ b វាពិតចំពោះតែ a របស់យើងជាចំនួនវិជ្ជមាននិង b របស់យើងជាចំនួនវិជ្ជមានតែបើចំពោះ a របស់យើងវាជាចំនួនអវិជ្ជមាន b របស់យើងជាចំនួនអវិជ្ជមានវិញនេះជាចំនួនអវិជ្ជមាននិងចំនួនអវិជ្ជមានគឺគេដោះស្រាយតាមបែបនេះវិញអកញ្ញាឫសនៃដក36កន្លែងនេះយើងអាចសេបបានថាឫសនៃ36គុណឲ្យឫសនៃដក1ណាអញ្ចឹងអា36យើងអាចសេបបានថា6ការ៉េអញ្ចឹងឫសនៃ6ការ៉េចេញមកបាន6 e ឫសនៃដក1របស់យើងគឺស្មើនឹង e អញ្ចឹងលោកគ្រូមានឧទាហរណ៍ទី2ឫសនៃដក54ឫសនៃដក54គឺស្មើនឹងឫសនៃ54គុណឲ្យឫសនៃដក1អញ្ចឹងអាកន្លែងនេះយើងអត់អាចសេចចំនួនលើកជាការ៉េម៉ានទេប៉ុន្តែវាចេញបានខ្លះអញ្ចឹងយើងត្រូវយកមួយចំនួននោះយកទៅចែកនឹងកតាបឋមណាអញ្ចឹងអា54នេះយើងអាចសេចបានថា9គុណឲ្យ6ណាអញ្ចឹង9គុណឲ្យ6អាឫសនៃដក1នេះគឺស្មើនឹង e ឫស9នេះចេញមកបាន3បាន 3e ឫស5មួយណាអញ្ចឹង e កន្លែងនេះយើងសេមុខក៏បានសេខាងក្រោយក៏បានណាអញ្ចឹង3 9នេះយើងចេញមកបាន3ហើយ6នេះយើងចេញអត់បានទេអញ្ចឹងជាប់រាដិកាលដែរអញ្ចឹងលោកគ្រូមានឧទាហរណ៍ទី3ឫសនៃដក16លើឲ្យ25អញ្ចឹងគឺស្មើនឹងឫសនៃ16លើឲ្យ25គុណឲ្យឫសនៃដក1អញ្ចឹងគឺស្មើ16យើងអាចសេបានតែ4ការ៉េលើ25យើងអាចសេកបានតែ5ការ៉េគុណឲ្យ e រឿងដក1គឺស្មើនឹង e អញ្ចឹងឫសនៃ4លើ5លើកជាការ៉េគឺស្មើនឹង4លើ5ចេញរាការមក4ការ៉េចេញបាន4 5ការ៉េចេញមកបាន5គុណឲ្យ e អញ្ចឹងលោកគ្រូមានឧទាហរណ៍ទី4ឫសនៃដក50ដកឲ្យឫស8ណាអញ្ចឹងគឺស្មើឬ50កន្លែងនេះឫសនៃដក50កន្លែងនេះយើងអាចសេកបានតែឫសនៃ50គុណឲ្យឫសនៃដក1ដកឲ្យគូសំតោសកន្លែងនេះគឺឫសនៃដក8អញ្ចឹងដកឲ្យឫសនៃ8គុណឲ្យឫសនៃដក1ណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអាចសេកបានថា50នេះយើងអាចសេកបានថាឫសនៃ25គុណឲ្យ2ណាអញ្ចឹង25យើងអាចសេកបាន5ការ៉េគុណឲ្យ2អានេះបាន e ដកឲ្យឬ8នេះយើងអាចសេកបានថា2ឬ2ឬក៏យើងអាចសេកបានថាឫសនៃ2ការ៉េគុណឲ្យ2 e ណាអញ្ចឹងអាឫស5ការ៉េកន្លែងនេះ5ការ៉េកន្លែងនេះចឹងមកបាន5 5 e ឬ2ព្រោះអា2នេះចឹងរាការបានហើយអញ្ចឹងដកឲ្យអានេះចឹងមកបាន2 2 e ឬ2អញ្ចឹងយើងចាប់ e ឬ2ជាកតាទៅអញ្ចឹងកន្លែងនេះ5ដក2នៅសល់3យើងអាចសេកបានថា5ដក2កតាឲ្យយើងចាប់ e ឬ2ជាកតាហ៎
chân y rư pi chì kà ta chân cứ sma nâng pram đọ pi cứ sma bầy chân cứ sma nâng bầy y rư pi chân lực rưu miên ưu tò mùi tiết ưu tò tì pram rư nây đọ đọ pram bầy côn áo rư nây đọ bầy chân cái này ní đôi lực rưu bì chạm môn nâng chân ná rư đọ pram bầy yên ai xe bàn ta rư nây đọ pram bầy côn áo rư nây đọ mùi hai côn áo rư này đọ bầy cái lại ní chương ai sẽ bàn rư này bấy côn áo rư này đọ mùi chẳng cứ sma nâng đập bầm bấy bầm bốn côn pì nè chẳng bốn chân mà bàn bầy bấy rư pì ý côn áo anh ấy rư bấy ý chẳng ai cái lại bầy côn đường mũi bàn bấy rư pì côn này rư bấy bàn rư bầm mũi ý côn đường ý bàn ý cái đấy chẳng ý cái đấy bao giờ cứ sma nâng đọ mùi nè chúng dương ai sẽ bàn đập bay được bầm mũi còn ai đọ mũi chẳng đọ mũi còn bay được bầm mũi cứ sma năng đọ bay được bầm mũi ta dương đo chúng nói câu bao dương cứ nội dung này chấm luôn complex chẳng đôi mới đây đa ta chấm luôn complex chẳng chấm luôn complex cứ chia phao bốc chấm luôn bất năng chấm luôn nhị mật chẳng tang đau rất cứ sma năng a bộ ở b i chẳng rất ní chia chấm luôn complex chẳng cứ vi cứ chỉ phao bột này phao bột này chấm nuôn bật chẳng a cái này cứ chỉ chấm nuôn bật hay b b y cái này cứ chỉ chấm nuôn nị mật chẳng chấm nuôn complex cứ chỉ phao bột chấm nuôn bật nâng chấm nuôn nị mật chẳng a b b y này cứ chỉ phao bột rồi biến chấm nuôn bật hay b y này cứ chỉ chấm nuôn nị mật chẳng đau ở a bao chẳng chỉ hai cái kề nè chẳng a chỉ phai bật này a cái này chỉ phai bật chẳng b b cả hai kế b cả hai thá chìp này nị mật chẳng chấm po cả này cái này nè chẳng ba a sma nằng sâu nè a sma nằng sâu chấm ba a sma nằng sâu nằm ao chấm luôn complex bao dương giật cái này cứ sma mà a sma sâu cái này sâu dương bạch xe màu bán chẳng biết là sao bộ b i nè chẳng bê y à bê y ní cái hai ta chùm nuôn nị mật giật chia chùm nuôn nị mật giật chẳng bà chùm bố cạn này ná chùm bê bao nhiêu cứ sma nâng sôn mình mà đỏ chẳng bà bê cái này ní cứ sma nâng sôn cái này ní cứ sôn y dương bạch xe bàn chẳng bên này ta nằm ai giật bao nhiêu cứ sma ta á bố cái này bê y cái này cứ việc sôn bạch này ná chẳng á cái hai ta vì chỉ phải ở chỉ chấm nôn bật ở mình chỉ chấm nôn bật sọt ấy na chỉ chấm nôn bật chẳng dừng thọp sắc xa pì mê riêng môn hái ở chụp bụng tim mũi bao dương tim chấm nôn bật chẳng sao chấm nôn bật rồi dài nè chẳng ba sân chia a bao dương cứ sma sồn nâng b bao dương được gặp b bật nâng b bao dương sma sồn chẳng nom ao giật bao dương có sma sồn đài nè của cái này ní sồn bột sồn y cho cái này ai sẽ bàn thật chung của phép bao dương cái này nó cứ sma nâng sồn chân là cừu mi ưu tờ hó mùi tiết cừu mi ưu tờ hó bạch thám là cừu mi chùm nôn cầm phép cầm phép á chùm nôn cầm phép cứ chìa phá bô chùm nôn bất nâng chùm nôn nị mật chân là cừu mi chùm nôn cầm phép chân bao là cừu xe giật cứ sma nâng bay bô ở pi ta vi chìa chùm nôn complex đại thế vì chỉ chấm nôn complex của vì miền này bất bộ áo này nị mật chứ là cùng miền ô tô bạch thái giật bao nhiêu cứ sma đang mùi bộ ở buồn ý cho nên có chỉ chấm nôn complex đá chẳng mùi tiết cho giật sma đang bay ý nè giật sma đang bay ý ta vì chỉ chấm cái ai hai vì ta chỉ chấm nôn complex đại thế giật sma đang bay y cái này cái ai xe vi cái ai hai vi thay chi chấm luôn complex đại của cái này chương ai xe bàn ta sồn bộ bay y đợt này a bao nhiêu cái này cứ vi sma đang sồn chương giật bao nhiêu cứ sma đang đọ pi y có chi chấm luôn complex hai mũi tiết giật bao nhiêu cứ sma đang đọ mùi lơ pi đọ áo bấm pa lơ buồn y có hai ta vi chi chấm luôn complex đại chứ lúc group chạy cái này tịch chấm luôn complex cứ pa bộ ta phao đọ cái này ta vi chi chấm nôn complex đại rồi tê của cái này nhưng ai sẽ bàn ta đọ mùi lợp pí bồ áo đọ làm pí lợp bùa bối đọ làm pí lợp bùa cái này vi chi bề chi này bề cái này
chăng à đọ 1 lơ 2 đọ 7 lơ 4 i có kê hay tha vie chi chủng nguồn complex đối khía đai na chăng đọ chủng nịch khô bơ chăng cứ complex 2 sma khía chăng kê miên chủng nguồn complex 2 na chi chủng nguồn complex 2 cứ z cứ sma năng a bộ bê i năng chủng nguồn complex w cứ sma năng c bộ ở de i chăng ba z cứ sma năng w na miên hay tha mạch z năng có chi chủng nguồn complex W có chi chủng nguồn complex chúng ba chủng nguồn complex 2 năng sma khía lục tra tài a sma năng c chúng mình thấy phnai pật sma năng phnai pật với a cái này cứ phnai pật đại biểu chọp y á na chúng c cái này cứ vị chọp y cái ta phnai pật đai na chúng a phnai pật c phnai pật lục tra ta phnai pật cứ sma năng phnai pật phnai nimit cứ sma năng phnai nimit chúng phnai nimit cái này dương cái này cứ C cứ sma nâng D ná ớt xong tàu cứ B cứ sma nâng D ná này phần này bị mất cứ sma nâng phần này bị mất chẳng B cứ sma nâng D chẳng bao viên chi chùm luôn complex P sma nâng D lưu tra tái phần này bất sma nâng phần này bất A sma nâng C phần này bị mất sma nâng phần này bị mất B bao giờ cứ sma nâng D chẳng lực rung minh ưu thở rốt chùm nguồn bất x nhân y cả đấy đá giật bao dưỡng cứ sma nó đập bởi dũ chân sma ta cam kìa pháp dưỡng giật bao dưỡng sma nâng pi bộ bầy ý nâng đập bởi dũ bao dưỡng cứ sma nâng x bột áo y kết đo mùi y ná chân cái áo rô chùm luôn phật x nâng y kết đai giật bao dân cứ sma đọc bởi dù chân a giật bao dân sma đọc bởi dù chân vi chi chùm luôn complex p sma khía ná vi chi chùm luôn complex p sma khía chân bờ sân vi chi chùm luôn complex p sma khía lúc tra tạp phần này bất cứ sma nâng phần này bất phần này nịt bất cứ sma nâng phần này nịt mật chúng ba giật bao dương sma nó đập bị yếu lưu tra tập này bật sma này bật cái này cứ mán giật bao dương cứ pi pi bao dương cứ sma nó ếch chúng cái này ếch dương cứ sma nó pi mua chúng này bị bật sma nó này bị mất cái này cứ bảy bảy cứ sma nó này bị mất cái này cứ mán y cái đấy đo ở mua nhé chúng dương ai say bàn thà cái này sạm mà mua nắng x bao dương cứ sma nâng pi cái này nhưng ai sẽ bàn đặt y cái đấy cứ sma nâng bỏ đỏ mùi mà ông mà kháng từ chỉ bột mùi chẳng bấy bột ai mùi chẳng nom a cái này x sma nâng pi nâng y cái đấy bao dương cứ sma nâng buồn bà chẳng là cromin u thọ mùi và thành tiết pro chấm nôn bật x nâng y cái đấy đại x bộ pram bay y cái đấy y cứ sma nâng sâu sâu cái này cứ cái này chấm nôn complex mùi mùi à chứ à smart zone này cứ chia chấm nguồn complex mùi tiền đài chứ những ai sẽ bàn ta x bộ pram bộ a pram bay y cái đấy cứ smart năng zone bộ a zone y nhé chấm complex mùi chấm nguồn complex mùi tiền đài vì chia chấm nguồn complex pi smart kế lưu tập này bật cứ smart năng này bật nhé chẳng x bộ pram bao nhiêu này bật bao nhiêu cứ smart mán zone chứ anh ấy này mật bao nhiêu pram bay y cái đấy bao nhiêu cứ smart năng mán này mật cứ bay y cái đấy cứ smart năng zone cái này nhé chẳng những tiền đâu vì mà chúng sạm mù nắng x bao dương cứ sma nâng mãn bộ pram tại ông khang tiếp tới chuyện đó pram nhé chúng anh ấy y cái đấy pram bay con nói y cái đấy sma sôn chúng cún bị bọn ông tìp tới chuyện chạy cả nhé chúng cứ sma nâng sôn chạy cả pram bay chúng nói mà x bao dương sma nâng pram đỏ pram nâng y cái đấy bao dương sma nâng sôn chạy pram bay men sma nâng pram bay nè chúng sôn chạy pram bay cứ sma nâng sôn sôn lơ ao lệch bao màn cái đó lực lên tập sôn đấy nè đỏ mùi đỏ pi mùi pi ấy lực lên tập sôn cứ biết sma nâng sôn cái này nâng nè chúng chậm lại bao dương cứ ấy cứ sma nâng đỏ pram nâng y cái đấy cứ sma nâng sôn chúng lực rumi u thò mùi tiết chúng lực rumi u thò mùi tiết chúng cùng nói tầm lại a b này xong học tiếp pi a bột muối bột ở pi b bột bảy cái tạo ý cứ sma nâng pram bột và pi
អញ្ចឹងវាជាចំនួនកុំភ្លេច2ស្មើគ្នាលោកតាផ្នែកបិទស្មើនឹងផ្នែកបិទផ្នែកនិម្មិតគឺស្មើនឹងផ្នែកនេះមិនណាអញ្ចឹងយើងអាចស្គីបានតែ2 a បូក1 2 a បូក1វាជាប់ a អញ្ចឹងវាថាវាផ្នែកបិទស្មើនឹងផ្នែកបិទអញ្ចឹងស្មើ5តែនេះគឺផ្នែកនិម្មិតគឺស្មើនឹងផ្នែកនិម្មិតអញ្ចឹងមើលមិនបានថាវាជាផ្នែកនិម្មិតអញ្ចឹងដោយសារតែវាជាប់ a គេហៅថាវាជាផ្នែកនេះមិនអញ្ចឹង 2b បូក3គឺស្មើនឹង12ណាចំណែកនេះសមមូលនឹងយើងទីរមក 2a របស់យើងគឺស្មើនឹង5ដក1ចុះបោះបូក1ទៅអមហានទៅជាដក1ណាចំណែកនេះយើងអាចសិក្សាតា 2b គឺស្មើនឹងបូក3របស់អមហានទៅជាដក3ចុះ12ដកឲ្យ3ចុះយើងអាចសិក្សាបានត្រង់នេះគឺអាចសិក្សាថា 2a របស់យើងគឺស្មើនឹង5ដក1គឺស្មើ4ខាងក្រោម 2b របស់យើងស្មើនឹង12ដក3ចុះវានៅសល់5បួនអញ្ចឹងសមមូលអញ្ចឹងនាំអាឲ្យណានំអារបស់យើងគឺស្មើនឹងបោះគុណទៅ2គុណអារបស់គុណទៅគឺចែកគុណចែក2គឺស្មើនឹង2អញ្ចឹងកន្លែងនេះ b របស់យើងគឺស្មើនឹង9គុណនឹង2បោះទៅគឺចែកអញ្ចឹងចែកដល់2អញ្ចឹងមានន័យថាអារបស់យើងគឺស្មើនឹង2 b របស់យើងគឺស្មើនឹង9លើ2អញ្ចឹងលោកគ្រូមានកិច្ចការផ្ទះចំនួន2របស់យើងគឺ1 2របស់យើងអញ្ចឹងស្រាប់ឲ្យបងប្អូនចូលទៅអបស្រាយបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមប្រាប់ញ្ញាបងប្អូនបន្តិចអញ្ចឹងទីការផ្ទះទាំងអស់នេះបងប្អូនអាចធ្វើជាធ្វើឲ្យលោកគ្រូបានដោយពេលដែលធ្វើរួចអាចផុសអាចតម្លាក់ចលាឲ្យលោកគ្រូនៅខាងផ្នែកនៅខាងក្រៅវីដេអូនឹងបានចាំលោកគ្រូកែកិច្ចការឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយលោកគ្រូក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្រាប់ការចំណាយពេលមើលវីដេអូមួយនេះមើលវីដេអូមួយនេះបងហើយលោកគ្រូក៏សូមជូនពរឥឡូវយើងដឹងហើយថាជំងឺកូវីដរបស់យើងវារាតត្បាតនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងជឿយើងកុំភ្លេចអនុវត្តតាមគោលការណ៍សុខាភិបាលរបស់យើងកុំភ្លេចអនុវត្ត3គុំ3ការពារទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូសូមជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជៀសផុតឲ្យឆ្ងាយពីជំងឺកូវីដ19ទាំងអស់គ្នា